Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn những cập nhật mới nhất về giá bán của mẫu xe Honda Winner X2019 tại một số đại lý Honda ở tỉnh Thái Bình. Kết hợp với đó, mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số thủ tục mua xe máy trả góp với lãi suất 0% và chương trình ưu đãi đổi xe Winner cũ lấy xe Winner mới cùng với những phần quà giá trị khi mua chiếc xe Honda Winner X2019. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Hiện nay thì mình cũng đã chia sẻ thông qua hội nhóm là Honda Winner Việt Nam do mình lập lên ấy, vì rất nhiều bạn có để lại nhận xét cho mình ấy là giá xe Honda Winner bị đôn lên khá là nhiều, nhất là khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đây có lẽ là một số ít các đại lý mà thôi, vì qua cập nhật của mình tại một số các tỉnh thành khác ấy, như Hà Nội này, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Bình và kể cả ở tỉnh Cần Thơ ấy, thì giá xe Honda Winner vẫn chỉ ngang bằng với giá bán đề xuất của hãng mà thôi. Nên nếu có thể các bạn lên đến đại lý mình kể trên ấy, để mua cho mình một chiếc xe ưng ý mà giá cả lại phù hợp. Hiện tại thì như mình đã nói ở một số video rồi, theo thông tin mình cập nhật được thì chắc chắn nha với các bạn, hai màu sắc nữa chưa được Honda cho ra mắt, đó là phiên bản thể thao màu cam đen không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS và một bản màu HRC, tức là màu xanh trắng đỏ có trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Đây là phiên bản cao cấp nhé, các bạn có thể tham khảo thông qua những cái hình ảnh của chiếc xe Honda CBR 1000 thì thấy rõ được cái màu sắc HRC này rất đẹp bắt mắt luôn. Và tiếp tục, đây cũng là hai màu sắc chiến lược của Honda. Tuy nhiên, thời gian ra mắt thì chưa có thông tin chính xác gì cả. Nhưng chắc chắn với các bạn, có thông tin gì mới nhất mình sẽ chia sẻ ngay đến các bạn để các bạn có thể tham khảo thông qua những video mình đưa lên. Còn cụ thể giá bán chưa gồm đăng ký của các phiên bản được bán tại đại lý Thái Bình như sau này. Và đây cũng là mức giá bán ở các tỉnh như Hà Nội, Lai Châu, Tuyên Quang, Cần Thơ, v.v. Giá xe Honda Winner X phiên bản thể thao hiện có 3 màu sắc đang được bán là màu bạc đen, bạc đỏ đen, xanh đen. Có giá bán hiện tại chưa gồm đăng ký là 46 triệu đồng. Honda Winner phiên bản camo hiện có 2 màu là đỏ bạc camo và xanh bạc camo, có giá bán hiện tại là 49 triệu đồng. Honda Winner phiên bản đen bạc vàng đồng hiện có giá bán cao nhất là phiên bản cao cấp, có giá bán là 49 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm đăng ký. Khi mua xe thì thông tin đến các bạn này là các bạn sẽ được nhận một số phần quà tại đại lý, có thể kể đến như là 2 chai dầu máy, mũ bảo hiểm, một két bia, một suất cứu hộ nếu xe gặp vấn đề gì trong vòng 6 tháng đầu. Khi các bạn đi ở ngoài đường ấy, gặp vấn đề trục trặc gì mà xe có vấn đề gì thì sẽ được cứu hộ của đại lý luôn. Thông tin thêm đến các bạn nữa là phí đăng ký ở tỉnh Thái Bình như sau để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình. Đây cũng là cơ sở căn cứ ấy, để các tỉnh thành khác trên cả nước cũng có thể áp dụng vào theo. Chỉ trừ hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là có mức phí đăng ký khác so với các tỉnh thành trên địa phương thôi. Nếu bạn có hộ khẩu ở thành phố nhé, ví dụ như ở thành phố Thái Bình này, thì các bạn phải mất thêm khoảng 3 triệu 460 nghìn nữa. Còn hộ khẩu các bạn ở huyện, ví dụ như các huyện như Vũ Thư, Đông Hưng, Kiến Sương, Tiền Hải v.v. này, thì sẽ phải mất thêm 1 triệu 360 nghìn đồng. Đây là mức phí mình đã tính cụ thể rồi mà được đại lý cho biết như vậy. Còn riêng đối với chương trình trả góp với lãi suất 0%, thì hiện tại có nhiều đại lý đang áp dụng ấy. Thêm cái mức phí bảo hiểm cho vay, cộng với tiền thu hộ, dao động trong khoảng từ 1,3 đến 1,7 triệu đồng nhé. Mình nhắc lại là 1,3 đến 1,7 triệu đồng, tùy theo từng ngân hàng. Tuy nhiên ấy, cũng vẫn có những ngân hàng không áp dụng chương trình này ở một số các tỉnh thành khác nhau. Với nội dung này thì các bạn có thể liên hệ đến các đại lý gần nhất ở địa phương các bạn để có cho mình những thông tin chính xác nhất nhé. Vì cơ bản thì chắc chắn các đại lý sẽ phải áp dụng theo cái mức bảo hiểm cho vay này như mình đã nói ở rất nhiều video rồi. Về thủ tục mua trả góp cũng hết sức đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Trường hợp mà không có chứng minh thư nhân dân thì các bạn có thể thay thế bằng bằng lái xe. Và cũng lưu ý thêm các bạn ấy, là hiện tại khi các bạn mua xe máy, phía ngân hàng cho vay ấy, sẽ giữ lại toàn bộ giấy tờ các bạn nhé và chỉ ra cho các bạn giấy tờ xe photo thôi. Chỉ khi nào các bạn hoàn thiện 100% hợp đồng và hết hợp đồng ấy, thì phía ngân hàng mới trao trả toàn bộ giấy tờ cho bạn. Đây là nội dung mình lưu ý thêm với các bạn. Bên cạnh đó thì hiện nay có một thông tin cực kỳ vui mà chắc chắn các bạn nào đang quan tâm và quyết định mua chiếc xe Honda Winner 2019 này sẽ rất là thích luôn. Vì hiện tại hầu hết các đại lý trên toàn quốc đang áp dụng thêm cái chương trình hỗ trợ đổi xe Winner cũ lấy xe Winner mới rất là hấp dẫn. Đối với chương trình này thì tùy theo chất lượng của xe cũ của bạn là như thế nào nhé, thì đại lý sẽ có cái định giá cho chiếc xe của bạn thì các bạn mới có thể biết được. Vì rất nhiều bạn có hỏi mình về chương trình hỗ trợ này của đại lý mà. Nói chung là các bạn mà khi có chương trình gì các bạn thường xuyên phải tham khảo rất là nhiều. Còn cái vấn đề này về xe cũ hay xe mới thì về xe cũ chất lượng là tốt ấy, thì giá bán sẽ cao, còn chất lượng mà không tốt thì giá bán sẽ thấp hơn một chút. Lưu ý với các bạn nhé là ít nhất cái mức ít nhất mà mình tham khảo được ấy là khi chúng ta bán lại cái xe máy cũ của các bạn ấy, thì nếu mà dù các bạn đi có khoảng 1 tuần hay 2 tuần gì đó với số km hạn chế thì các bạn sẽ ít nhất phải mất được 20% giá trị của xe, ít nhất rồi. Còn lại tùy theo từng chất lượng của xe thì sẽ nâng lên cái giá lên
khoảng bao nhiêu phần trăm đó. Có thể nói thì để kích cầu thì các sản phẩm của mình thì Honda đã mang đến rất nhiều các chương trình hấp dẫn và ưu đãi. Chỉ trong một ngày chủ nhật hôm qua thôi, theo mình quan sát tại một đến hai đại lý Hưng Thịnh ở thành phố Thái Bình ấy, thì có thể thấy số lượng mà xe Honda bán ra cũng rất là nhiều. Vì mỗi dòng xe thì được Honda áp dụng những chương trình khuyến mại cực kỳ ưu đãi. Hiện nay thì có thêm chương trình nữa là mua xe Honda Vision này, hay Honda Airblade sẽ được tặng ngay chiếc đồng hồ Casio trị giá lên tới 3 triệu đồng và một chương trình trả góp với lãi suất là 0,99%, rất là ưu đãi. Như các bạn cũng đã theo dõi và đã biết rồi, trong thời gian qua ấy, thì mình cũng đã gửi đến các bạn khá là nhiều các video với các thông tin này, giá bán này, đánh giá này, trải nghiệm và chương trình trả góp với mẫu xe Honda Winix 2019. Mình làm ấy với mong muốn rất là chính đáng thôi, là mình mong muốn chính là mình có thể cung cấp đầy đủ cho các bạn những cái thông tin chính xác về mẫu xe này để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nhất với giá bán là tốt nhất này. Mong rằng thì các bạn luôn luôn theo dõi, quan tâm nhiều hơn nữa để ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Tiếp theo đây thì mình để thỏa lòng mong đợi của rất nhiều bạn và mọi người thì mình cũng sẽ tiếp tục cập nhật những mẫu xe mới tiếp theo nữa, và trước mắt sẽ là những dòng xe như Honda Airblade 150 APS 2020, Honda SH phiên bản mới 2020. Đây là hai mẫu xe mình đã có những thông tin cơ bản là chính xác rồi, là sẽ ra mắt trong thời gian tới rồi. Và còn rất có thể là một mẫu xe nữa của Yamaha là Exciter 155 VVA 2020. Tại vì cái mẫu xe này cũng sẽ trước sau gì cũng sẽ ra mắt thôi, tại vì để cạnh tranh và cạnh tranh với cả Honda Winner mà, nên bắt buộc Yamaha phải thay đổi cho Exciter của mình. Và còn rất nhiều các mẫu xe nữa, vì trong năm 2020 này theo mình tham khảo được thì có tới 11 mẫu xe được Honda cho ra mắt, còn Yamaha chắc chắn sẽ được thay đổi và nâng cấp lên ở một số dòng xe khác nhau nữa. Ngoài ra thì còn rất nhiều con xe mới nữa, mình sẽ liên tục cập nhật để gửi đến các bạn tham khảo trong thời gian tới. Hy vọng ấy, cũng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.